niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà. Bên trần gian đang ưu buồn cõi đời cay đắng, ôi đau thương cuộc sống tham vọng say mê, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang. Đời trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày, cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy y về nước Cực Lạc phương Tây, A Di Đà Phật hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật lạy Phật chứng chi lòng con. Tìm mãi chưa ra bên bờ, cành Tây Phương chôn sen vàng đỗ cha mẹ hiền. Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn con tới, ôi Tây Phương lạy Đức Di Đà Thế Tôn, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang. Trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày, cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy y về nước Cực Lạc phương Tây, A Di Đà Phật hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật lạy Phật chứng chi lòng con. Nam mô A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật, xin Phật thương tình cứu vớt đàn con thơ bao năm lạc đường tìm mãi chưa ra bên. Cành Tây Phương chôn sen vàng đỗ cha mẹ hiền, Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn con tới, ôi Tây Phương lạy Đức Di Đà Thế Tôn, con nay quay về nương dưới. Thank you.
Phật Phương Thượng Trụ Tam Bảo Các Đại Chứng Minh. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Chí Quang Hoa Hàm Tiên Chư Tổ Niệm. Ứ Kim Nhâm Trần Niên Tập Dứt Nguyệt Sơ Dứt Dứt Việt Nam Cúng Trảnh Quảng Minh Định Tịnh Phu Cả Thuyền Thiền Thương Thủ Đắc Lắc Tỉnh Thành Phố Cuốn Quy Thuộc Tâm Lời Phương Lô Giá Cư Đồ Ấm Mơ Minh Nghĩ Mềm Mơ Thành Tâm Phát Nguyện Bệnh Phật Chứng Minh Để Cầu Siêu Đồ Nhập Mạch Thương Hôn Nguyện Cầu Siêu Đồ Sự Kim Vị Tán Quyển Thân Phù Của Hương Linh Nguyện Duy Mười Thân Mẫu Nguyện Thị Tịnh Năng Mơ Trì Nguyện Tài Duyên Hiệp Đông Nội Ngoại Nam Lực Đại Chúng Đặng Cần Dị Hương Hoa Chân Y Chiêm Thân Phùng Tình Nam Mô Tây Phương Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Ông Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cửu Bồ Đại Thánh Đại Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát Đông Tư Thủy Chứng Minh Phẩm Quang Tiếp Độ Hương Linh Pháp Danh Nhuận Quy Thập Dương Nguyệt Sơ Dứt Dứt Thời Mạng Chúng Thành Hồn Chương Linh Trường Thừa Phật Lực Kiệp Triệu Hướng Linh Hoặc Hướng Linh Đồ Tài Ngụ Phương Đào Lộ Thành Phổ Ngụ Đào Lộ Hạ Phá Tam Kỳ Hoặc Hướng Linh Ở Tài Ngụ Giá Viết Trạch Ngoài Hướng An Lành Giờ Này Tam Môn Hiểu Quyển Dưng Nảnh Tâm Hướng Bạch Phật Chứng Minh Đào Trang Tình Đồ Niệm Phật Vạn Thanh Chư Tăng Từ Về Tăng Trường Khai Hành Pháp Sự Phụng Tùng Kinh Văn Cầu Siêu Đồ Chương Linh Dài Oan Bạc Nghiệp Chiếu Sân Cực Lạc Quốc Tiêu Diêu Cực Lạc Đề tử chúng con dân định tâm ước lòng thành nguyện cầu cho người bất được siêu thoát Nam nữ tăng môn hiểu quyền được an lành Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Lưu Ly Trị Phật Sáng Ngời Dưới Trăng Thẳng Phật Cầu Thế Gian Thương Cứu Phụ Ân Phật Vô Sử Phật Tử Bi Đại Sư Đại Bi Hương Chúng Sanh Đại Bi Đại Xã Cứu Muôn Loài Tưởng Tốt Chọi Sáng Từ Trang Nghiêm Đề tử chúng con chỉ tâm quy mạng lệ Ở công biển Pháp trời quá hiền vì đại thượng trụ thập phương dứt diệt tôn Pháp Nhưng tôn đành lệ nam mô tần thập phương ư không biển Pháp trời quá hiền vì đại thượng trụ thập phương dứt diệt chư hiền thành tăng Dương chi tên về biển đại tăng tiên thần công Thủy diệu cực pháp tấn trần bất diệm trần phan tác tự kỳ
đàm địch đàn tràng trái khô mục như táp dương xuân. Biết quê bác thần tình đồ trở về đạo nội ngoài trong giang vô được huệ thánh pha mô hiện tổng thân đường bồ tát khai thương tiền liệu đâu cám lộ thì nắng lên chức đích biết thập phương tinh thiên cầu huệ thần kiếm trừ phù trải pháp viên thương thân tình giả hữu mật môn cận đương đề tồn nam mô đại bi hồi thường bồ tát nam mô đại bi hồi thường bồ tát nam mô đại bi hồi thường bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà phật đà la ya nam mô a di đà phật lo yến đề thương văn đà ya bồ đề đắng đoạ và ya ba la ta đoạ và ya ba lo ni ta ya Yeah.
thể danh nguyện đại dương. Thân hồn tốt chút, tử hồn tốt dập. Thân hồn tốt chút, tử hồn tốt dập. Thân hồn tốt chút, tử hồn tốt dập. Nam mô Xá Lợi Phật Bồ Tát Ma Tát. Nguyện trăng tay phương tình độ
lễ gì bái. Đồ đốn đến mình
quyền phụng Phật tôn, phụng kinh phục công thân Phật nguyện cao siêu độ sơn. Kim vị tăng chỗ nguyện duy mười nề hôn nguyện thì em tin nề thì nguyện tà duy hà duyên hiệp đông nam nữ nội ngoại xa gần đông nam bắc đại chúng đăng thượng dị hương hoa trai thoảng thiết lệ chi công thiện bôn phục người về hôn thề tôn thề tử trần lưu cùng nguyện đại dương thanh nữ giáp thanh niên 2004 ngày 13 tháng 9 hưởng dương tại thế 19 tuổi sự bị oan nghiệp ra đi ngày 1 ngày sắp vòng tháng 11 năm dân 2022 mạng trong thân hồn dương linh trường thừa vật lực tiệp kỷ hướng linh về với gia đình tốc tự hài phúc tốc tự hai quan đoàn tư oan nghiệp siêu sanh cực lạc phúc tiêu diêu cực lạc phổ hộ cho ta môn hiệu Việt Nam nữ cha mẹ bình yên sức khỏe để chịu chắc mà công tình chân công thần dân toại phổ hộ cho chị sức khỏe bình an cũng phổ hộ cho anh em thân văn cử thuộc bạn bè thân hữu ngày đêm được an ăn an vui tự tài cùng gia đình đoàn diệt trong tăng đoàn diệt hiểu từ đoàn diệt bình tất đều dự tụng đi đều lên đưa đến ngày đêm được an ăn an vui tự tài tôi chỉ hiện già hiện gương phụng vì hướng lên bên trong thấu chót tuệ thử nhân dân nên tập nghiệp sơ dương chứng thời tiếng trà thường hương lệ nhị bái giai giải đoạn kỳ đồ vi tô thất đệ đầu dừng đành đệ thất quốc chí ngà kem tán đại dừng đệ chứng nguyện từ bi tư nhớ hồ đạo ta ta lâm tam diệu tam bồ đề cô chi nam đa diệu tha bà màn mì hướng trái bồ tát
mang đạt vàng tam kiếp tình đỡ câu năng hòa di đà phật gia cát ma gia cát gia cát gia gia tha di đà đâu bà thế di đà đà thế a di đà đà thế a năng đế a di đà đà thế a năng đa gia di đà gia gia đà di đà ba lê đà ba nam mô a di đà bà gia đà gia đà gia cát gia gia tha di đà ba thế a di đà đà quyền chức thành thường là toàn tội bản tiêu. Hương Linh ơi hỏi Hương Linh giờ này về với gia đình rất bình tĩnh, quý vị tam bảo thương chiếm sám hối tội lạy Phật, lai tòa bàn tiền không quên là dứt củ dứt kề một câu nam mô A Di Đà Phật, mang lấy tư lương đi về cõi Phật giải oan đoạt nghiệp, đừng quên lễ tắc nam mô tiếp dân đạo thưa Di-đà. Hôm nay về đây nhìn các em hồn nhiên đời sống vui.
soi nén hương lâng lâng tâm hồn gợi nhớ thương nhìn lên đài Phật tổ mong tìm nguồn yêu thương lòng từ ngàn đời rộng mở đón người đường đi chưa phai hương quay về với chánh pháp nơi đây hương đời luôn nở mãi tiêu hồn còn trở lại định hướng dung chi bi chiều nay nắng vàng tràn ngập lối đi chiều nay con tìm đường lời dắt đưa Như Lai con nguyện tìm dáng xưa để cho lòng dịu ấm nhưng chiều lạnh hoe bỗng ngỡ ngàng vụt mất trên tay
chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời, đêm mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha. Mà ngâm anh trao tình một lần, làm kỷ niệm dù không đầm ấm. Nắng vàng dù nhố trong mây, mang ơn trên cho cuộc đời ta. Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ. Hai tông hai hai màn chống thanh hồn chưa lên.
các linh giờ này dính hạnh tâm mưa mộ thôi cũng dương tám bà nguyện cầu cho người bất được chữa bệnh gia quyền được an lành. Nam mô cũng dường Bồ Tát, Nam mô cũng dường Bồ Tát, Nam mô cũng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Thường Hương. Hương hoa
tam bảo chẳng bên cứu nước tiệp điều trước linh về nhà
bản thuộc được bình an. Giờ này chén cơm hướng đành lòng các muôn vạn dân hưởng cho em. Để nguyện đem công đức này em thân thành ra đi về nhẹ nhàng. Phò hộ cho đồng đội anh em được bình an. Giờ này dân cũng hướng 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 linh thọ tài hưởng thực bình an quy biên tâm nam mô. Sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Xuống nhìn suốt một mối tình mình đang để thân lo thù điều hướng đạo phố tử bài bình đẳng giai an quy. Yeah.
biển cho biển thượng lũ đắc a đắc tình thần bố mới thua mỗi tăng lâm phương giá cư vợ đồ âm nên mê giá cư thổ hiệu hàng bài ai phép một tám mà đồ đồ mê nhân thiệt quang gia nam nữ thân tộc phát nguyên đề tà thanh loan thổ điện quân đạo đồ ông linh tôn thần cô nguyện cầu chư chúng tại sự kim vi tai chủ nguyện là chi mười nguyện là thì tinh nguyện là người ta chuyên nghiệp đông anh em xa gần trong năm bắc này đặng như như yêu hoa tài thiện đề phòng phật phù đất người còn phật ấn thủy nghiệp đồ thống điểm vô bi pháp giới tam vật phù phù a tha nam đà tự tình hướng nhắm cố tân tà thiện phong gia thân quyền phù phật phù phù kiên cần có tùy thập liên cô có ngộ liên vi vô điều giới nội tự nhiên đánh thiện trừ liên tì đạo vĩnh từ đành ánh thông ý trinh vi chân vi nhược không vô cũng mà tất là không nơi nương tựa trong nhà tù nương vô giới điện từ không ai đơn giản phùng thành thanh loan thổ địa phước đức chẳng tan kim liên anh kiện anh kính tôn tân bù phước đạo đồ tôn tân kim bộ về hòa thổ tôn tân biệt vì thanh loan thổ địa những kẻ qua lên lời đạo đàn trang lệnh kim cung đức tam bảo chẳng minh cung đức các vị hoàn thành tòa tai tỉnh thức chiến chủ đa chủ đề bạc long thanh chư tăng về lại tam trường văn kinh thỉnh pháp của phật xin dâng cho các vị hoan hỷ thọ tài công đức về chiêu tâm cực lạc của phật A Di Đà tiêu diêu cực lạc vô hồn thông phương thọ thôi nam nữ gia quyến được bình yên sức khỏe đều vừa tổng đi đều lần đưa đến ngày đêm được ăn đàn áo vui đồng tài ngày mai mùa ba tháng mười một năm dân dân chuyển tư sinh cấu là thể tôn thể tự an phận nguyện đại dương và áp chân em dùng nguồn qua hành duy nguồn quy pháp danh nguồn quy đi để chơi về đến chỗ yêu thân tình đồ đi điều cực lạc có hồn tăng vô điểm chuyển được an lành đều vừa tổng đi đều lành đưa đến được an lành tuệ tử trong chân đến về học chức việc cơ thì chúng tôi thường điện điện đàng việc cô gái bằng đường chạy quán mấy người trai gái lắm còn cha mẹ người mùa thằng phù một con chém trăm trong cần thù kêu qua đêm nay cô ơi cô gái đẹp ngay đại liền tâm mạng sang chưa đáp chỉ quê tay cùng chúng ta phù cô cũng ở tại miền miền không biết thằng phù một con cho họ đẹp để đã khỏi công quán nghiệp hà ba trong ngôi thành phố đừng chờ không kể bao nhiêu tuổi mình lập táo lưng chỗ đầy thế mà thì đã khỏi con quan nghiệp đã thắng không ai được con hồn các vị về khi tam bảo tại chùa không ai được con hồn các vị về ngồi trên ông bà hoan hồn từ nghiệp dù cả tại cơ tan hạ thần cũng cha đình cô ơi cô râu râu đi đi không ai cũng đạt con trai không ai tam bảo cũng minh lúc đức tăng vô điều những đề bạc tam thanh đau thương mất mát na con cháu là đi qua nghiệp 19 tuổi giờ này tên chứng minh công đức còn lại kiếm văn quan bạc cả hàng hồ tốc tảo chảo tàu mấy hồ một kiếm mười mười biển trăm trăm biển là na xá thổ vọng loài căn công đức này ta bảo chứng minh làm gì nữa lần quý ta bảo hồ ba nghiệp tham sân si bia bỏ giờ này chưa tăng về đây kiếm chứng phật chứng minh các vị hoàn thiện tổ tài công đức một vị chi phép diện vị vị diện vị chúng thân chúng thân một công tâm chân chi tài độ giới chi tài thành sự chân đừng từ người dạy bộ đức cũng như mỗi một phục vụ kẻ ai đâu tìm thân bằng người kẻ đi ăn các ai cử bậc cô hồn rõ ra nam mô đức phật di đà phóng quang tiếp xã cô hồn từ thế giới tha thế giới từ quốc độ tha quốc độ dường như giải công thành phật tăng Thank you.
Phật quy xuống nhập địa. Chiều nay tiễn bạn chúc thơ thương linh Nam Mô Tây Phương Tiếp Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật phóng quán tiếp độ. Hương linh thọ bài hồng thần thiếu tâm niệm linh đồ tiêu diêu cực lạc. Oh.
Nam mô Cửu Bạc Linh Đồ Minh Giáo Chủ Cung Tài Thánh Đại Nguyên Địa Tạng Vô Cả Minh Cộng Vô Tiếp Linh Đồ Chúng ta Phạm Chân Linh Nguyện Đại Dương Dương Vì thân vô cùng chân linh Hướng lên nơi hỡi hướng lên oan nghiệp Nhiều đời nhiều kiếp trước Nhiều hài hướng lên Nhiều ai hướng lên toán nghiệp Cha mẹ thân thành Nhắc nhở thường chuyên đi lại thường đồ bình an Điều đi điều lành đem đến Hôm nay người chuyên tuổi toán nghiệp Giờ này là phổ pháp chất tuy Tăng bảo rồi hôm nay ta phổi tội đổi tuy Tăng bảo còn đừng quá nghiệp Mà dài oan toàn nghiệp Chiếu chấm cực là cuộc tiêu dư cực là Nam mô Đại Bồ Tát Bồ Tát Nam mô Đại Bồ Tát Bồ Tát Nam mô Đại Bồ Tát Bồ Tát Nam mô Thiếu Lạc Đồ Bồ Tát Nam mô Thiếu Lạc Đồ Bồ Tát Nam mô Thiếu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Tạng Tăng Phật Diệt Tội Chân Phương vào con tai
được đi sang chí quan. Chí quan ra nghiệp đăng xong cũng là nghiệp đăng xong là Hà Long Hà Việt xong là công nghinh hướng về nhà để an linh tại gia đình. Và từ sáng hôm nay về chương trình nghi lễ Phật giáo Nam Mô A Di Đà Phật. Oh,
đoàn tư ba nghiệp tiêu dân tục làm cũng có tiêu tiêu cực người làm khổ khổ cho hiểu hiểu được quy 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 anh lễ gì bái năm tuổi thương con 80 tuổi tinh linh nguyện thống chỉ em chia các quân quân không bao giờ trở lại không tinh linh chỉ em nhưng cũng hướng linh nhẹ nhàng ra đi về gia đình mà kia miền nguyện nam mô tây phương cực trần đạo sư A Di Đà Phật chứng minh bảo quán tiệt độ ngồi trước lên thọ bài hương thân. Kính thưa chính quyền địa phương, kính bạch chư tôn đốc tăng, kính thưa thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên và tất cả thông gia su gia nội ngoại bốn bên của gia đình tăng quyến chúng con, kính thưa quý vị Phật tử xa gần, kính thưa bà con thân bằng quyến thuộc xóm láng giềng, con xin thay mặt tăng quyến của hương linh cháu con em của gia đạo chúng con là hương linh Nguyễn Đại Dương pháp danh Dụng Quy hưởng dương 19 tuổi, giờ này là lần cuối tiễn biệt. Gia đạo chúng con thành tâm xin chân thành gửi đến tất cả quý vị đã dành suốt một thời gian quý báu trở về đây để an ủi, động viên, thăm viếng và chia sẻ kịp thời cùng gia đình của chúng con và phúng điếu cho hương linh cháu. Giờ này gia đạo chúng con không biết nói gì hơn, chỉ đem hết tấm lòng ghi nhận thành kính cảm ơn tất cả chư quý vị. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, mọi điều may mắn, tan gia bối rối, không làm sao tránh khỏi nhiều sai sót. Ngưỡng xin tất cả chư vị niệm tình tha thứ. Tan gia chúng con đồng bái tạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người dành thời gian của mình để đến đây thăm viếng em được vui tươi lúc đoạn đường ngày hôm nay. Thì tất nhiên không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mọi người, và con cũng sửa lời cuối cùng để nói với em trai của con. Thì hy vọng mọi người có thể tha thứ để dành cho con một chút thời gian để con nói với em trai của con. Thì nguyên văn con chia sẻ như thế này.
thì thôi, nếu có duyên thì em vẫn muốn ở lại với mẹ, với ba, và chị. Thì hy vọng kiếp sau khi gặp lại em sớm hơn. Và em xin mãi mãi là con của ba, của mẹ và là em của chị. Thì trong lúc bối rối con không thể biết nói gì hơn. Tất cả những lời nói từ tận đáy lòng thì trong tất cả những ngày qua con đã nói với em con rồi. Thì trên đây con xin phép được rút ngắn lại để tiết kiệm thời gian của mọi người, cũng như là để đưa em nó đi di quan đúng giờ dự kiến. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nguyện đại dương chức vị thân hôn dương đến quê cần nội gia viết đặt ngoài gia viết tư la nhập hài phục la nhập hài quang. Giờ này đôi ông công túc trực được lên cầu được định thi hẹn ấm dương dì lù mau mau dè gọt lên đường siêu sanh cực lạc quốc tiêu diêu cực làm mê làm mê múa hoa đĩa ba dần mê đạo sư thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài,
tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hay dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có
vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi. Bình thanh lễ thanh đoan tổ yên phương đạo lộ âm linh tôn thần cô hồn thì đành bóng đông bao từng nàng hữu danh cô vì hữu vì vô danh tài nghĩa trang thành khổ bốn phế thuộc tam môn hiệu quyền lệ tự bãi cương linh ơi hỏi ứng minh giờ này thì chương cùng kính quan tài ẩn mát nằm tại nghĩa trang ban dịch vụ mai táng hoan huế
ba cùng tìm hà lông để cho bà xanh đậu tội lỗi để lá vàng thương tiếc đời.